Đông Phương bất bại Lộ Chấn Thuận tuyên bố có bạn gái 57 tuổi ở tuổi 61. Lộ Chấn Thuận từng thành công với vai diễn Đông Phương bất bại trong Tiếu Ngạo Giang Hồ do TVB sản xuất, song cũng vì vậy ông bị nghi ngờ giới tính, đến nay vẫn chưa kết hôn. Ngày 1 tháng 4, Soho đưa tin nam diễn viên TVB Lộ Chấn Thuận công khai có bạn gái ở tuổi 61. Ông và người yêu kém 6 tuổi sẽ tổ chức hôn lễ sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Chia sẻ về mối tình của mình, Lộ Chấn Thuận kể hai người vốn quen biết nhau hơn 40 năm, song không vượt qua mối quan hệ bạn bè. Một năm trước, bạn gái đọc bài phỏng vấn của ông, nhận thấy nam diễn viên là người chân thành, hiếu thảo nên đã chủ động liên lạc. Ông nói, cô ấy bảo muốn giải thích hộ tôi vì lâu nay người ta bảo tôi yêu đồng tính. Tài tử khao khát lập gia đình từ lâu, đến nay mới gặp đúng người. Tin vào duyên số, Lộ Chấn Thuận cho rằng người mẹ đã qua đời của ông tác thành để hai người gặp lại, chăm sóc, nương tựa vào nhau. Có lẽ mẹ nhờ cô ấy đến bầu bạn cùng tôi. Lần đầu ăn sủi cảo cô ấy làm, tôi ngạc nhiên vì mùi vị giống của mẹ làm. Cảm giác rất ấm áp, vì thế tôi vô cùng trân trọng mối duyên này, tài tử nói. Nam diễn viên sinh năm 1960, nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn Đông Phương bất bại trong Tiếu Ngạo Giang Hồ 1996. Ông đã khắc họa một giáo chủ đủ đồ ẻo lả, đủ đồ độc ác và thượng thừa võ công. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà nam diễn viên thường bị nghi ngờ về giới tính. Ông muốn lập gia đình từ lâu, song đến nay mới có hạnh phúc. Cô ấy nói sẽ giải thích giúp tôi vì lâu nay tôi luôn vướng tin đồn yêu đồng tính, Lộ Chấn Thuận nói. Nam diễn viên cũng bị đóng khuôn trong các vai diễn thái giám, đồng tính, không thành công trong sự nghiệp và chuyện tình cảm. Lộ Chấn Thuận từng sa sút tinh thần dẫn đến trầm cảm, từng tự tử bất thành. Lộ Chấn Thuận gia nhập làng giải trí năm 1978, góp mặt trong nhiều phim nổi tiếng của đài TVB. Tài tử còn tham gia Nghĩa Nàng Tình Thâm, loạt phim Hồ Sơ Trinh Sát, Lực Lượng Phản Ứng, Sợ Hãn Kiêu Hùng, Thần Điêu Đại Hiệp 1995, vai Hoắc Đô. Những năm gần đây, Lộ Chấn Thuận đóng Thiền Mệnh, Bao Thanh Thiên Tái Khởi phong vân, Người Chuột. Ông tốt nghiệp lớp đào tạo diễn xuất TVB khóa 8 năm 1978. Ông tham gia nhiều phim TVB lẫn ATV. Đến năm 1995, ông quay lại đóng phim TVB cho đến ngày hôm nay. Ông từng có ra đi âm nhạc nhưng doanh thu không tốt. Nhiều năm trước, Lộ Chấn Thuận buông đời, muốn tự sát và được một vị sư giải thoát và trở thành tín đồ Phật giáo và sống tốt hơn. Chưa tốt nghiệp, ông đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình và đang sở hữu khối gia tài hơn 140 bộ phim lớn nhỏ khác nhau. Tính đến hiện tại, Lộ Chấn Thuận đã hoạt động trong ngành giải trí được hơn 41 năm, trong đó có hơn 30 năm là cống hiến cho TVB. Ông gặp nhiều đau khổ trong tình yêu, chuyện tình từng khiến ông phiền não là nói lời thật sau khi uống rượu của người tình cũ. Ông rất buồn khi biết người đó có hai đứa con và từng phá bỏ thai làm ông cảm thấy rất đau lòng vì mình từng mong muốn có con cái nên căm ghét đối phương rồi chia tay. Hiện giờ ông đang độc thân và hâm mộ mối tình hoàng hôn của Trần Vinh Tuấn và Ngô Hương Luân. Ông biết tình yêu không thể miễn cưỡng, tùy vào duyên phận thôi. Lộ Chấn Thuận mỗi năm đều có tham gia show Hoang Lạc Mãn Đông Hoa dưới hình thức bạn bè tài trợ từ thiện. Năm 2005, cùng hát chung với La Văn, càng nhận được lời khen khẳng định khả năng hát của ông. Mỗi năm đều lọt vào top 3 trong danh sách, nhưng tiếc vào năm 2008, ông không tham gia show này và tập trung vào sự nghiệp diễn xuất. Suốt 30 năm cống hiến cho TVB, Lộ Chấn Thuận cũng có rất nhiều vai diễn kinh điển, và nổi tiếng nhất là Đông Phương bất bại trong Tiếu Ngạo Giang Hồ 1996. Vai diễn của ông thành công đến mức Kim Dung cũng phải khen ngợi và khẳng định bằng vào diễn xuất Lộ Chấn Thuận đã tạo nên nhân vật giống hệt trong tưởng tượng. Đông Phương bất bại dưới ngòi bút của tôi chính là người như thế. Trước nay, các đạo diễn thường chọn diễn viên nữ để làm nổi bật vẻ nữ tính của nhân vật Đông Phương bất bại. Do đó, không quá khó hiểu khi Lộ Chấn Thuận tạo nên vai diễn khó phai trong lòng khán giả, dù cho ông chỉ xuất hiện trong vài cảnh phim. Sau tác phẩm này, nam diễn viên sinh năm 1958 vẫn luôn trung thành dưới trướng đài TVB đến nay. Có thể khẳng định, Đông Phương bất bại chính là vai diễn để đời của ông.